Nên khi mà con được tiếp xúc á, mình vừa giúp cho con rèn luyện ngoại ngữ nè, mình vừa giúp cho con rèn luyện được những cái phẩm chất tốt đẹp nè, mình vừa giúp cho con mình mở rộng được tầm nhìn nè, mình vừa giúp cho con mình được mỗi ngày tiếp xúc với người bản xứ. À, xin chào các bạn. Các bạn có bao giờ tưởng tượng là trong thế kỷ 21, khi con của các bạn đi đâu, người ta nói gì cũng không hiểu hết. Và con các bạn không có được tiếp xúc với người nước ngoài, nên khi gặp người nước ngoài, con các bạn rất là sợ, rất là bỡ ngỡ. Các bạn có tưởng tượng được điều đó chưa ạ? Thì Ngọc Luyến đã từng tưởng tượng điều này. Và Ngọc Luyến muốn con của Ngọc Luyến đi đến đâu cũng có thể làm quen, cũng có thể hòa nhập được với môi trường và học hỏi được để phát triển khả năng của mình dù bất cứ ở cái môi trường nào. Vì vậy nên là Ngọc Luyến cho con mình tìm kiếm những cái chương trình học phù hợp. Và khi mà Ngọc Luyến gặp được chương trình Reading Gap, Ngọc Luyến thấy nó rất là hay. Là vì sao? Vì con được tiếp xúc với rất là nhiều những cái câu chuyện trên thế giới bằng thông qua tiếng Anh. Và các con làm quen từ tiếng Anh từ khi còn bé. Và khi mà các con hiểu được là thế giới này nó rộng lớn và nó có nhiều câu chuyện, có nhiều hình ảnh rất là hay trên thế giới này, thì nó tạo nên sự tò mò cho các con. Và đặc biệt nữa là các con học qua những cái quyển sách được chọn lọc rất là kỹ, nội dung rất là sâu sắc, chia sẻ về các phẩm cách của con người. Nên khi mà con được tiếp xúc á, mình vừa giúp cho con rèn luyện ngoại ngữ nè, mình vừa giúp cho con rèn luyện được những cái phẩm chất tốt đẹp nè, mình vừa giúp cho con mình mở rộng được tầm nhìn nè, mình vừa giúp cho con mình được mỗi ngày tiếp xúc với người bản xứ. Và các bạn biết không, một cái điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đó là sự kiên trì. Và làm thế nào để có thể kiên trì được là chúng ta cần phải chia nhỏ ra mỗi ngày những cái công việc mà mình mong muốn cần phải làm. Thì cái chương trình Reading Gap này đã chia nhỏ ra một một quyển sách như vậy, chia nhỏ từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn. Thì khi mà có con học, các con sẽ cảm thấy là rất là thú vị. Do đó nên là Ngọc Liên muốn chia sẻ cái điều này để các mẹ, các phụ huynh mà mong muốn cho con mình có một tương lai hòa nhập với cái thế giới toàn cầu này, thì chương trình Reading Gate là một chương trình phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe phần chia sẻ của Ngọc Liên.